Rồi, lời tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê của các mình Tổ quốc. Hôm nay em tục lên ra một clip gồm một lô cần chia cho anh em câu bè. Hàng này hàng he chi thì chia cho anh em cảm giác thôi nha mọi người. Câu tôm hành cáp, câu hồng. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán với hàng lỗi một không clip em lên đó thì sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên người là một cây hàng wheel. Đó, hàng này hàng của China xuất Nhật cho mọi người. Hàng China xuất Nhật. Thì fan là fan Fuji, bát là bát Fuji, hàng nguyên zin nha mọi người, hàng nguyên zin, ngoại hình nhìn còn rất là ưng mắt nha mọi người. Đó. Bát Fuji Japan, thì cái này dài 1m8, độ cứng ra tầm khoảng 15, 15-20 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 15-20, test cho anh em xem luôn. Thì đọt này, đọt Hechi là 100% đọt tháp nha mọi người, đó, nó chỉ quéo cái đọt nè, nó tạo tín hiệu, phát tín hiệu cho anh em. Rồi, cái này nặng là 154g, đọt 1 ly 3, giá công khai là 500 nha, 500 cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 em lên cho người là một cái Matic. Đó. Cái Matic này là hàng của Korea xuất Nhật nha anh em, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Sơn giả trúc rất là đẹp nha anh em. Đây, Made Korea. Đó. Sơn giả trúc rất là đẹp luôn. Đó. Thì cây này dài 1m8, độ cứng cây này ra tầm khoảng 10-15 nha nè, tầm khoảng 10-15 thôi, độ cứng này rất là dịu nè, đó. Test độ cong cho anh em xem, đó. Đó. Phát tín hiệu rất là tốt luôn, dạng này về cho anh em câu tôm, câu hanh chắp, thoải mái nha nè, đó. Dạng câu bè, đó là đánh cảm giác. Rồi, cây số 2, thì cây này nặng là 118g, đọt 1 ly, độ cứng 10-15. À, cái số 2 giá công khai là 650k cộng ship anh em. Đó, cái này ngoại hình tầm khoảng 95% nha, 650k cộng ship. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây Matic. Hàng Matic này thì đây anh em, nó cây được hai đọt nha mọi người, hai đọt fan bass Fuji nha anh em. Đó, fan Fuji xám nè, đó. Fan cực kỳ đẹp nha mọi người. À, đó. Sơn giả trúc chất liệu cái đều carbon, đọt đọt tháp bass Fuji. Đó. Thì cái này dài 1m8 hai đọt đó. Thì hai đọt này tùy theo địa hình và địa điểm anh em câu thoải mái đó. Một đọt cứng 10-15, một đọt cứng 15-20 nha anh em đó. Đọt đánh cho anh em tùy theo nước chảy hoặc địa hình là anh em thay thế đọt. Phen Fuji nha anh em, phen Fuji, bắt Fuji. Thì cái này nặng là 136g, đọt 0.9, độ cứng 10-15, đọt 1 ly, độ cứng 15-20 nha anh em. Đây nè, cái này thì nó có lớp màng bo ở đây nha anh em tháo ra bình thường nha. Ở trong bao mới cho anh em luôn á. Ngoại hình rất là ưng ý nha mọi người. Rồi, cây số 3 giá công khai 800 nha mọi người. Tiếp theo là cây số 4 nha mọi người. Cây số 4 là full hợp luôn. Đó, vẫn là một mặt hàng Matic. Đây nè, đó. Giá bán tại Nhật đây. Đó. Full túi hợp sách đầy đủ. Thì ngoại hình cái này rất là ok luôn nha mọi người. Đó. Bao ok, bao mới luôn. Fan vẫn là fan Fuji đỏ xám, foil carbon, sơn giả trúc, đọt đọt tháp. Nó quẩn một đọt 10-15, một đọt 15-20 nha anh em. Đó. Thông số thì y hệt cây số 3 luôn. Đó. Nặng 100 tầm khoảng 130 đến 135g nha mọi người. Đó. Anh em về đánh hành cháp câu tôm thoải mái. Rồi. Giá công khai cây số 4 giá là 800 luôn nha mọi người. Đó. Tiếp theo là cây số 4 và số 5. Tiếp theo cái số 5, cái số 5 vẫn là một cây hàng của Matic. Đây nè, đó. Thì giá là bán ngược là 9.000 nghiêng ra tầm đâu đó tầm khoảng 2 triệu mấy tiền Việt Nam á. Đây nè, dài 1m8, hai khúc, nặng 120g. Đọt là 1 ly, đọt cứng ra từ 5 đến 15 nha anh em. Đọt cứng từ 5 đến 15. Thì nó để trên cần đọt cứng 10 nha mọi người. Đó. Về anh em câu hanh cháp tôm thoải mái nha, full sách hợp tối luôn. Chắc lẽ là chưa được carbon, ngoại hình mới sạch sẽ đẹp đẽ, không lỗi làm gì hết, hàng vệ sinh, bu là bu xít nha mọi người, bu xít luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 650k cộng ship nha mọi người. Tiếp theo cây số 6 nha anh em. Tiếp theo cây số 6 vẫn là một cây hàng Matic. Đây, fan bass Fuji luôn nha. Hàng này hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Em báo lại cho anh em. Đó. Fan Fuji nè, đó. Ngoại hình cái này cũng còn rất là ok. Phôi carbon.
Ngoại hình rất là ok anh em, keo chỉ còn tương đối sáng nha mọi người. Bullshit nha, bullshit. Thì cái này dài 2m4, độ cứng mừng. Nó dài 2m4, độ cứng mừng, nặng là 145g, đọt 1 ly. Đó, hàng này què cho anh em đánh tôm, đánh thanh chóp thoải mái nha. Anh em có thể câu trên bè, dạng đánh cảm giác. Đây, test độ cong cho anh em luôn. Đó, công hình chữ C nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 650k cộng ship luôn nha. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 em lên những người là một cần Alpha Tackle. Đó. Thì Alpha Tackle này thì một hàng của Korea sản xuất nha mọi người. Đó, Korea sản xuất. Hàng Hàn Quốc xuất nhập. Fan quán là Fan Fuji, Bass Fuji. Đây, Fan Fuji, Bass Fuji. Thì cái này cứng mừng dài 1m8 nha anh em. Cứng mừng dài 1m8. Đây, fan nó có bị gần keo một tí nha anh em. Nhưng em bao anh em chắc nha. Hàng là bao chắc luôn nha. Đó, không lỗi lầm gì luôn. Cần sao để em báo anh em vậy? Fan Fuji nè. Alpha Tackle, Bass Fuji. Đó. Tất cả đều đánh ok anh em. Mấy cái này đánh là bao vô tư. Test độ cong cho anh em luôn. Đó, cong mình chữ C nha. Anh em về câu hanh chấp tôm nha. Rồi, cái này nặng là 108g, nọc là 1 ly 2, cứng mừng. Giá công khai số 7 là giá 550k cộng ship nha, số 7. Tiếp theo số 8. Số 8 quán một cây Alpha Tackle, hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này keo chỉ ok hết nha mọi người. Đó, fan ok luôn. Bass là Bass Fuji. Fan là Fan Fuji lỗi xám. Ngoại hình tương đối mới sáng nha mọi người. Tem sức nhật đầy đủ nha nè. Thì cái này cứng cái này cứng tầm khoảng 10-15-20 nha nè. Cứng tầm khoảng 15-20. Đọt là 2 ly dài 2m1. Cứng 15-20. Đọt 2m1. Nặng 123g. Đọt 1 ly 1. Rồi, giá công cây số 8 là giá 600k cộng ship nè. 600k cộng ship một cây cần carbon 2.1. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 còn túi nha mọi người. Còn túi. Thì cây số 9 em lên người vẫn là một cây hàng của Alpha Tackle. Đây nè, hàng của Korea xuất Nhật. Đó. Thì cây này là vẫn cây 2 đọt nha anh em. 2 đọt. 2 đọt thì tùy vào địa điểm anh em đánh. Câu hành cháp thì rất là ok luôn. Cục tôm. Fan là Fan Fuji lỗ xám nha mọi người. Đó. Rất là đẹp nha nè, keo chỉ ok nha mọi người. Thì cây này hai đọt, một đọt cứng mừng, đọt đọt cứng 20 và 1m8. Bass Fuji, Fan Fuji. Cán gỗ máy trời. Tem vàng xuất Nhật. Thì cây này nặng là 98g. Đọt 0.9 và đọt 1 ly 2. Đọt 0.9 là cứng mừng, đọt 1 ly 2 cứng 20. Đó, giá công khai cây số 9 giá là 750k cộng ship nha nè. 750k cộng ship cây số 9. Chịu lên đây. Cây này full túi nha nè. Đó, còn túi. Tiếp theo là cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho người là một cây cần Alpha Tackle. Hàng này full hộp nha mọi người. Alpha Tackle full hộp. Thì quẳng một đọt mừng và 20. Đó. Đây nè, đọt nó chảy dài đây. Đó. Và hát nốt anh em, đọc cứng mờ cứng 20 thì để em đọc kiếm thông số cho anh em xem. Dài 2m1, 2 khúc, thu gọn 110cm. Đọc 1 ly 2 và 1 ly 4 nha em. Đọc 1 ly 2 và 1 đọc 1 ly 4. Nặng là 135g. Đó. Hàng Korea xuất Nhật nha anh em, hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này bao mới với anh em nha. Đó, cái số 10 bao mới với anh em luôn. Còn túi hộp sách hướng dẫn đầy đủ. Hàng này xem như giống như hàng trưng bày thôi. Đó, chưa qua sử dụng luôn. Em về đánh mấy cái này cực kỳ đẹp. Đó. Hàng bao đẹp nha nè. Bao đẹp, chỉ keo ok, sơn ok. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Trưng bày. Rồi, giá cây số 10, giá cây số 10 là 800 cộng ship nha anh em. 800 cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 lên cho người một cây cần Alpha Tackle, cần của Suzumi. Cần Ryobi nha anh em. Đó, cây số 11 là một cây cần siêu Ryobi. Thì cây này dài 1m8, cứng 15.
thì dài 1m8 cứ 15 phen là phen chân cao dạng phen lô mọi người đó. Nha anh em, keo nó đây, keo nó rặn một tí nha, nhưng còn rất là chắc nha anh em, bao chắc cho anh em luôn á. Đánh là đánh vô từ nha anh em, do nó phơi nắng thôi chứ không có gì hết, rất là chắc luôn. Phen là phen chân cao này nha anh, quýnh mấy cái phen này ra dây rất là xa nha mọi người đó, dây gây rất là xa, anh em có thể lấy đi lô cũng được, lô phi cũng được. Này dạng này về câu hanh cháp, câu tôm, câu bè thì nha. Thì cái này cứng cứng 15, dài 1m8, hàng Ryobi, hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này nặng 117g, đọt 1 ly. Giá công khai cái số 1 giá là 500 nha này, 1 là 500 cộng ship. Tiếp theo cái số 12. Cái số 12 vẫn là một cây cần của Suzumi. Đó. Thì cái này chất liệu carbon sẵn nổi nha mọi người. Đó, có xuất sắc này, đó xuất sắc. Thì cái này thì 21 hai đọt, một đọt cứng 10, một đọt cứng 20. Đó. Đây nè, có một số fan đi kèo lại đây, đi kèo thì chỉ lại nè, nó đây, nó đi kèo chỉ lại. Thì sao nó vậy thôi. Đó. Ngoại hình có xuất sắc nè, nhưng được cái nó được hai đọt. Anh em tìm đi hình anh địa điểm anh em đánh thang bát thu si dài 21. Thì cái này nặng là 125g. Đọt 0.8, đọt cứng 10, đọt 1 ly 2, đọt cứng 20. Giá công khai cây số 12 giá là 700 cộng ship nha nè, 700 cộng ship cây số 12. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 còn tú nha mọi người. Cây số 13 là một cây Suzumi đờ cao. Anh em, đó, tem sức đỏ rõ ràng. À, chắc là carbon sẵn, phen là phen chân cao. Đó, phen Fuji. Nè, anh em có thấy carbon sẵn đây. Đó, bát là bát Fuji. Nè, đó. Đọt là đọt tháp. Ngoại hình tương đối ok nha anh em. Thì cây này cứng 15 và 1m8. À, cứng 15 và 1m8. Anh em câu cá đỏng, cá đục, cá lù đù, rất là ok nha anh em. Thì cái này nặng là 125g, đọt 0.9. Giá công khai 13 là 700 nha anh em, 700 cộng xếp về số 13. Đó. Cứng 15 và 1m8. Tiếp theo cây số 14 nha anh em. Đó, cây số 14. Thì cây số 14 là một cây cần Suzumi, hàng full hợp nha anh em, full hợp. Thì cây này dài 21, độ cứng 10-15 và độ cứng 15-20. Đó. Thì cái này nặng 144g, một đọt 1 ly, một đọt 1 ly 1. Giá bán ra Nhật ra tầm khoảng 10.000 yên, ra đâu đó tầm khoảng 2 triệu 2 tiền Việt Nam. Anh em, đó cái số 14, quân túi nha anh em. Đấy, giờ sau cho anh em xem. Chất liệu là chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Hàng đẹp nha anh em, hàng đẹp. Hàng này về câu hanh cháp tôm thoải mái rồi, hai đọc thì hành anh em đánh. Rồi, giá công khai cái số 4, giá công khai là 800k cộng ship nha anh em. 800k cộng ship cái số 14. Tiếp theo cái số 15. Cái số 15 em lên cho người một cây cần Ryobi. À, cây Ryobi này là cây Ryobi sơn giả trúc. À, dài 2m1 nha em, dài 2m1. Bu là bu xít, bu này được mấy Nhật đổi lên nha em, đổ lên, đổ thành bu xít. À, mấy cây này phát tín hiệu câu rất là sướng luôn. Được cái đẹp. Ryobi. Cán máy chèo, đó. Thì cái này dài 2m1 nặng 185g. Đọt 0.9, đầu cứng ra tầm khoảng 10-15 nha nè, đầu cứng 10-15. Đây, test đọt cho anh em xem, công hình chữ C nha. Rồi, giá công khai cái số 15, giá là 700 cộng ship nha nè, 700 cộng ship cái số 15. Phen bát thu si nha, hàng mới đẹp, sạch sẽ luôn, còn tối luôn. Tiếp theo cái số 16, cái số 16 là một cây phun hộp, phun túi. Phun hộp, phun túi. À, đây mọi người, thì cái này dài 2m1 nha em, dài 2m1, đọt là 1 ly. Độ cứng ra tập khoảng 30-40 nha em, độ cứng 30-40, nặng 165g. Mã code đầy đủ nè mọi người, đó, mã code, mã hoạch đầy đủ nha. Đó. Cần Ryobi, thương hiệu nội địa. Cán máy chèo, khá là ưng luôn, đập vô con mắt khá là ưng luôn á. À, rất là đẹp nha mọi người.
cần cần sơn giả chút, phen là phen lưỡi xám nha nè, Fuji là xám đây, đóng chữ Fuji gõ gàng đó, bát là bát Fuji, cần đẹp nha nè, cần đẹp đó. Bu dạng bu chống sắn luôn nha mọi người, bu chống sắn bu xít luôn. À, hát nốt như này cần tương đối đẹp, phun tối phun hợp mà có luôn đó. Rồi giá công khai số 16, giá là 700 cộng ship này, 700 cộng ship cái số 16. Tiếp theo cái số 17, cái số 17 là một cây phun túi, phun hợp như này, phun hợp. Đây, cây này cây hàng của Olympic nha nè, hàng Olympic đây mọi người. Đó, cần cần dài 2m4, nặng 148g, hai khúc. À, đọt là 1.5 nha em, đọt đọt là 1.4, đọt là 1.4, độ cứng nó chảy dài từ 15 đến 30. Đó, hàng Olympic thương hiệu, lấy nhanh này xem bỏ lâu này đi. Chất liệu liệu carbon, càng màu trắng còn rất là đẹp như này. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi chậm chậm đây nè, 2m4 cứng 20. Bù bù xít nè, bù là bù xít luôn nha, bù xít. Hàng của Korea xuất nhật em, hàng của Korea xuất nhật. Đó. Ngoại hình nó như 95% nè, rất là mới luôn, còn túi, còn hộp. Rồi, giá công khai cây số 17, giá là 700k nha mọi người, 700k cộng ship. Tiếp theo qua đây hàng, hàng bên đây là hàng Daiwa, hàng Shimano, hàng hệ. Thì tiếp theo là cây số 18, cây số 18 lên cho người một cây Daiwa Viking, hàng carbon hai da, hàng hệ. Đó. Hàng Daiwa xuất nhật nha mọi người, hàng Daiwa carbon sáng ít này. Đó. Hechi carbon sáng ít. Rất là chắc nha nè, chắc khừ luôn. Đó. Thì cái này cứng mờ, đó dài 1m8 nha, cứng mờ dài 1m8. Nặng là 115g, đọt là 1 ly. Giá công khai là 1 triệu anh em. À, cây số 18 giá 1 triệu. Câu hành cháp tôm rất ok nha. À. Sẵn đây, sẵn ít nha mọi người. Tiếp theo cây số 19. Cây số 19 còn túi nha anh em. Thì cây số 19 vẫn là một cây Daiwa carbon sẵn ít, hàng hai da, hàng hệ của Daiwa. Phen là phen lỗi xứ xám nha anh em. Phen Fuji xứ xám, bát là bát Fuji Daiwa. Đây nè. À, bắt kịp đây qua. Thì cái này đọt cứng 15 nha anh em, cứng 15 dài 21. Carbon sáng ít, đọt thấp. Đây này, cứng tầm khoảng 10-15. Còn tương đối đẹp nha anh em, hàng tại qua xuất nhật nha. Đó. Test đọt cứng cho anh em xem luôn. Đó, cái này dài 21 nha anh em, dài 21. Thì cái này nặng là 130g, đọt 0.9. À, giá công khai vẫn là 1 triệu anh em. À, cây số 19 giá 1 triệu. Tiếp theo cây số 20. Cây số 20 là một cây cần, hàng hệ carbon Vicker, hàng nội địa. Thì cái này dài 2m1, carbon sân ít. Hàng Daiwa anh em, hàng Daiwa, hàng hệ của Daiwa. À, bass là bass titanium. À. Cái bát không là ăn tiền nha mọi người, à, bát titanium rất là nhẹ luôn. Đó. À, carbon sáng ít như này, carbon sáng ít 2m1, carbon sáng ít fan Fuji, bát Fuji. Đó. Ok hết nha nè. Chỉnh lại cái này cái rồi ok. Cần này dài 21, nặng 100, nặng 158g, đọt 1.3, đọt cứng ra tầm khoảng 20 nha nè, đọt cứng ra tầm khoảng 20. Đó, anh em đánh cá động cá lồ đồ rất là ok anh em. Thì cây số 20 giá công khai là 1.1 nha nè, 1.1 cây số 20. Tiếp theo cây số 22, cây số 21 nha nè. Tiếp theo cây số 21 thì cây 21 vẫn là một cây carbon Vicker của Romit. Thì dòng này dài 2m4 nha nè, dài 2m4, độ cứng ra tầm độ cứng 8 và độ cứng 15 nha nè, độ cứng 8 và độ cứng 15. Nặng 125g.
đây giá nó bán tại Nhật đây, giá nó gờ tầm khoảng 26 ngàn, tầm đâu đó tầm 5 triệu Việt Nam, 5 triệu Việt Nam cho một cây cần anh em. Đó, nhìn giá nó bán tại Nhật khách hồn. À, còn túi còn hộp cho anh em, còn túi còn hộp. À, đọt 0.9 là đọt 1 ly 1 nha mọi người. Đây, cần đây. Đây cần cho anh em xem. Đó đây, đó. Một cây hàng hệ của Taiwa, bát là bát titanium. Phen là phen Fuji, đổi xám. Vật liệu là chất liệu carbon hay da. Hai đọt cho anh em, cái này hai đọt. Tùy theo địa hình địa điểm bên em đánh. Cái này dài 2m4, hai đọt. Một đọt 8 và đọt 15. Đó. Hàng còn rất là ok anh em, hàng còn rất là ok luôn. Anh em đánh cảm giác câu hành chấp. Khỏi chê. Rồi, giá công khai cây số 21 giá là 1 triệu. 1 triệu 3 nha mọi người, 1 triệu 3 cộng ship cây số 21. Tiếp theo cây số 22. Cây số 22 em lên như người là một cây hàng Taiwa, hàng Việt Nam xuất Nhật. Kisu. Đó. Thì cái này dài 1m8 anh em, dài 1m8, phen là phen Fuji, bu là bu Fuji chống sắn. Bu xít nha anh em, bu xít đọt đọt tháp. Hàng Hachi. Đó, hàng chi anh em đánh trên ghe tàu nè. Đó. Bát là bát Fuji nè, bát tơ cao. Cần còn rất là mới nha mọi người, hàng này full túi luôn. Đó. Cần mới khỏi chê vào đâu hết. Thì cái này nặng là 85g, đọt 0.8. Dạ. Cứng ra tầm khoảng 15 nha anh em, cứng ra tầm khoảng 15. Cái số 22, giá là 800k cộng ship nha anh em, 22 800k cộng ship. Tiếp theo cây số 23. Cây 23 là một cây cần đại qua. Đó. Haya Pute Brunet. Cây này một cây đại qua hàng của Việt Nam xuất Nhật anh em, hàng Việt Nam xuất Nhật. Đây, đó. Mã code đầy đủ nha anh em, mã code đầy đủ luôn. Bát bát Pusi đại qua, cái bát thôi cũng ăn tiền. Bát rất là đẹp nha em, chắc chắn carbon nha mọi người, chất liệu carbon, ngoại hình tương đối ok nha anh em, ngoại hình tương đối ok. Về cho anh em câu hành cáp câu tôm nha. Rồi cái này dài là 1m8, độ cứng 15, đọt nặng là 114g, đọt là 1 ly, giá công khai số 23, giá là 800 cộng ship nè, 800 cộng ship cái số 23. Tiếp theo cái số 24. Cây 24 là một cây cần đai qua, hàng Poi HZ nha nè. Đây, Poi nó đâu rồi. Đây nè, Poi HS nha nè, Poi HS. Thì cây đai qua là còn rất là đẹp luôn. Bát là bát Fuji, đai qua. Sắp. Bát Japan nha nè. Poi HS, một Poi đời cao, Poi này cực kỳ nảy luôn nha mọi người. Poi cực kỳ nảy luôn, Poi bọc xịn. Bọn sẵn nè. Thì cây dây dài 1m8, hai đọt, một đọt cứng 8, một đọt cứng 15. Thì nặng là 100g, đọt cứng 8 0.7 ly, đọt cứng 15 là đọt 1 ly nha mọi người. Rồi, giá cây 24 giá là 1 triệu 2 cộng ship nè, 1 triệu 2 cộng ship cái số 24. Tiếp theo lên ba cây cuối cùng. Cây số 25. Cây 25 là một cây cần của Alpha Taco, hàng nội địa. Made in Japan. Cái chữ ăn tiền đó mọi người, Made in Japan. Cạn là cạn gỗ đây. Đó. Rất là thích gỗ. Bát là bát Fuji. Fuji Sharp, rất là đẹp nha anh em. Cây ngoại hình ra tầm khoảng 95% đó mọi người. Ngoại hình rất là đẹp luôn, xuất sắc ít. Này nó dính keo lên nè, chùi là ra. Rất là đẹp nha anh em. Đó, hàng nội địa, Made in Japan. Thì cái này dài 21, độ cứng ra tầm khoảng 20 nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng 20-25. Đó, độ cứng rất là ok cho anh em câu đổng. Câu cá lù đù. Đó, phen là phen Fuji, bát là bát Fuji, bu xít nha anh em. Thì cái này nặng là 148g, đọt 1 ly 1,
giá công khai bán là 1 triệu nè, đó, cái 1 triệu, cây số 25 1 triệu. Tiếp theo cây số 25 cho mọi người là cây cuối cùng, cây số 27. Thì cây 27 lên cho mọi người là một cây cần hàng hệ của Shimano. Đó, cây 26 bỏ qua. Thua. Thì cây 27 là một cây Shimano carbon hàng của Shimano, hàng Power như nè, carbon Power, hi Power. Thì cái này dài 2m4, carbon trắng ít toàn thân. Đó. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Hàng carbon hai da nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Cái này độ mới ra tầm khoảng 95% nha anh em, 95%. Em sợ soi. Bu là bu xít nha anh em, bu xít, fan là ok hết. Cây này không lỗi. Cây nào lỗi thì bảo lỗi, bỏ qua. Thì cái này dài 2m4, nặng 117g, đọt 1 ly. Giá công khai cây số 27 giá là 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu cộng ship. Thì cái này độ cứng tầm khoảng mừng nha anh em, độ cứng 5 mừng nha, độ cứng rất là dịu luôn. Đánh cảm giác, bao cảm giác nha. Đây, test đọt cho anh em xem. Đó. Rồi, đó tổng cộng 27 cái cần em lên hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt, để em thông thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.